Xin chào quý vị và các bạn, trở lại với xe đời sống.vn và mình đang có mặt tại Autobit, một cái địa chỉ rất là quen thuộc dành cho những người thích nâng cấp về hệ thống âm thanh xe hơi. Vâng, và hôm nay thì đây, ngay trước mặt quý vị và các bạn sẽ thấy đây là một chiếc Mitsubishi S-Sport, một mẫu SUV hạng B, cũng đang rất là được nhiều người quan tâm. Tiêu chuẩn của nhà sản xuất thì Mitsubishi họ quảng cáo về một cái hệ thống gọi là âm thanh Yamaha Dynamic Sound, hoặc là những cái phiên bản thấp hơn thì cái dàn âm thanh của nó còn nghe thì nó còn thấp cấp hơn. Nhưng mà đối với lại những người mà đã mong muốn được trải nghiệm cái chất lượng âm thanh, một cái hệ thống âm thanh nó tuyệt vời hơn, nó đáp ứng được cái gu nhạc nó khắt khe hơn, thì buộc là họ phải thực hiện những cái giải pháp nâng cấp. Và tại Autobit thì đây cũng là một cái dịp rất là hay, khi mà ở đây là anh Khoa Vũ, anh cũng vừa hoàn thiện một cái dự án nâng cấp từ cái chiếc X-Sport với một cái hệ thống âm thanh được đầu tư cũng chắc là cũng hơi dày ví một chút nhỉ, cũng khoảng tầm gần 500 triệu. Và một cái dịp nữa là cái xe này thì lại cũng tham gia về cái cuộc thi nâng cấp âm thanh ở cuộc thi EMMA thì cũng rất là nổi tiếng. Chính vì vậy mà ngay ở đây quý vị các bạn nhìn thấy đây là một cái cấu hình cho cái hệ thống nâng cấp hệ thống âm thanh ở trên cái chiếc X-Sport này. Vâng, nhưng mà trước khi đi vào chi tiết một chút về cái hệ thống ở trên cái chiếc xe này thì mình cũng nhấn mạnh với quý vị và các bạn rằng là vẫn phải tùy theo cái nhu cầu cũng như là cái mức ngân sách để có thể chọn ra một cái giải pháp nó phù hợp. Ví dụ có thể là 5-60 triệu hoặc 100-200 triệu hoặc 300-400 triệu thì nó đều có những cái giải pháp nó phù hợp hết, tùy thuộc vào cái nhu cầu của từng người. Với chiếc X-Sport này thì một cái lớp khách hàng trẻ trung thì mình thấy rằng là cái gu mà thưởng nhạc ấy thì đầu tư vào những cái dòng xe nhỏ này thì thực tế là nó cũng không phải nhiều như những cái mẫu xe nó lớn hơn, bởi vì một cái không gian của một cái chiếc xe hạng B thì nó cũng ở một cái mức vừa phải. Tất nhiên là với tất cả những cái giải pháp và nhiều những cái thương hiệu khác nhau thì đến với Autobit thì chắc chắn là bao giờ cũng sẽ được tư vấn ra một cái hệ thống nó đầy đủ và nó trọn vẹn. Rồi, đi chi tiết hơn vào cái chiếc xe này nhá. Mình thấy đây là một cái chiếc xe rất là hay, bởi vì mẫu xe này cũng rất là hot, muốn chia sẻ với quý vị. Chiếc xe này không đơn thuần một cái hệ thống âm thanh nâng cấp thuần túy để mà nghe nhạc. Và ở đây chia ra làm hai cái hệ thống, bao gồm nâng cấp một cái hệ thống để ở bên trong xe để mà nghe nhạc. Và cái thứ hai là một cái hệ thống nâng cấp mang cái tính là trình diễn, gọi là show. Và đặc biệt hơn thì cái mẫu xe này, cái hệ thống này nó đáp ứng cho cái cuộc thi EMA nữa, nên đòi hỏi những cái giải pháp nâng cấp nó đạt chuẩn ESQL. Nó trong cộng đồng EMA thì chắc mọi người cũng không xa lạ gì. Phần cốp sau thì quý vị các bạn sẽ thấy là riêng về cái hệ thống mà để show á, bố trí các cái thiết bị, các cái hệ thống loa, âm ly, khuếch đại các thứ thì nằm ở cái phần, cái khoang hành lý sau như này, cũng như là ở hai cái cánh cửa sau, quý vị các bạn có thể nhìn thấy. Đối với lại cái hệ thống âm thanh nâng cấp để nghe ở bên trong xe thì nó sẽ nằm bố trí ở cửa trước là chủ yếu. Thì ngay bên cạnh đây thì quý vị các bạn cũng thấy rằng đây là hai cái phần mà sơ đồ về thiết bị cũng như là DJ cho cái hệ thống này. Bên trên đây là cái hệ thống ở bên trong xe này, đúng không? Autobit cũng như là chủ xe ở đây thì họ thống nhất là đi đến chọn cái giải pháp là những cái thiết bị, một cái hệ thống loa của Focal. Và đặc biệt hơn là đây là một cái bộ loa 3 đường tiếng Quattrino mà phiên bản kỷ niệm sinh nhật 20 năm thì đây cũng là một cái phiên bản đặc biệt, và cái chất lượng của nó cũng rất là thú vị. Và đặc biệt là khi mà trải nghiệm ở trong chiếc xe, quý vị có thấy ở đây là có 4 đường tiếng nhé, tại vì có thêm cả một cái subwoofer active gọi là xúc điện đấy. Thì ở trên này là tweeter này, giải cao này, giải trung này và giải trung trầm này, đó, giải siêu trầm thì xuống này đó. Vâng, thế và cái hệ thống âm thanh tiêu chuẩn của Yamaha trên cái phiên bản X-Sport Ultimate ấy, thì trang bị 8 loa, đúng không? Bố trí ở cửa trước và cửa sau. Tuy nhiên thì do cái tính chất của cái chiếc xe này ấy, là vừa tích hợp cả hệ thống trong xe và hệ thống show, cho nên là cái phần mà cửa sau ấy cũng dành bố trí các cái loa cho cái hệ thống show trình diễn, thì hai cái hệ thống này nó tách biệt hoàn toàn. Chính vì vậy mà cái phần mà hệ thống nâng cấp ở trong xe nó chỉ thực hiện ở cái phần phía trước này thôi. Chủ yếu là hai người ở cái vị trí trước này sẽ được trải nghiệm cái hệ thống nâng cấp ở bên trong xe. Tất nhiên ngồi hàng ghế sau thì cũng nghe được, nhưng mà nó sẽ bị suy yếu đi về cái chất lượng cũng như là cái hiệu suất trình diễn của hệ thống này. Một cái cấu hình chúng ta sẽ gọi là 4 đường tiếng. Ở đây trong đó là trên cột A ở đây bố trí loa tweeter này, ở đây là loa mid này. Ở hai bên cửa xe thì là bố trí loa woofer 6.5 inch và một cái loa xúc điện thì bố trí ở bên dưới ghế. Phần ở đây là sử dụng cho cái hệ thống này là một cái bộ Helix
mà Ultimate luôn, tích hợp luôn DSP và phần khuếch đại cho cái cụm là loa của Focal này. Thế còn cái loa sub thì loa sub chủ động rồi đó. Cái phần mà mình muốn chia sẻ với quý vị và các bạn đây này, đó chính là cái đúng là cái chất âm của Focal. Cái chất âm của Focal mà đặc biệt là một cái thương hiệu cũng rất là uy tín và lâu năm ở trong cái lĩnh vực chế tạo cả đồ home, đồ high end cũng như là đồ cardio nổi tiếng. Thì riêng về cái bộ Quattro 3 đường tiếng này, Twitter, Mid và Woofer này ấy, thì nó thực sự là nó cho một cái chất âm đầu tiên phải nói rằng là nó vượt trội hơn rất là nhiều so với lại cái hệ thống âm thanh Yamaha. Cái điều đấy là mình có thể trải nghiệm cả hai rồi, mình biết. Và đặc biệt là ở cái phần mà từ cái giải trung trầm cho đến giải trung cũng như là cái giải cao ở đây, thì cái âm thanh ở đây này nó rất là thanh thoát, nó rất là trong và nó tách bạch. Mình thấy rằng là ở bên Autobeat họ thi công thì họ cũng làm cho cái phần mà tái tạo về cái âm hình ở đây nó cũng rất là tốt, có một cái sự nổi khối và đặc biệt là không bị những cái sự xung nhiễu hay là cái gì đó. Một cái setup mà có thể rất là gọn gàng, nhưng khách hàng sử dụng những cái dòng xe này thì có thể tham khảo, đó là một cái điểm. Tất nhiên, ví dụ như cá nhân mình mà nâng cấp hệ thống âm thanh cho cái chiếc X-Fork mà chỉ để nghe ở trong xe thôi, không cần sâu, sẽ phải cần thêm một vài những cái cặp loa cho ở cái bố trí ở trên cái cửa sau nữa, thì nó sẽ làm cho tổng hòa cái khả năng tái tạo chất lượng âm thanh trình diễn ở trong không gian nội thất của chiếc xe này nó tuyệt vời hơn. Và thêm nữa thì để một cái chất lượng cao hơn thì chắc chắn là thiết lập vào đây một cái phần mà súp, gọi là súp hơi ấy, hay là súp thụ động ấy. Một cái hệ thống trọn vẹn của Focal như thế thì mình cho rằng nó sẽ tuyệt vời và nó mỹ mãn hơn. Tất nhiên có thể cái mức chi phí bỏ ra có phải thể lên tới khoảng chắc là cũng phải tầm 200 triệu hoặc hơn. Bản thân là gọi thầm tên em khi nắng chiều nhạt ngoài sân, trở về Cali anh nghe nhớ nhung dáng sâu. Cái phần nhìn rất là hấp dẫn, rất là cuốn hút và đặc biệt là nhìn đã thấy nhiều tiền rồi, đó là cái hệ thống sâu chỉ ở phía sau. Theo như anh Hoa Vũ anh chia sẻ thì ban đầu dự tính là cũng thực hiện một cái hệ thống full của Focal. Tuy nhiên sau khi thực hiện thì có một vài cái điều chỉnh. Ở đây chỉ còn sử dụng cái bộ một cái loa subwoofer 12 inch của Focal thôi, E30KX. Thế còn lại là các cái phần mà cho cái giải loa Twitter này, loa mid-range và loa gọi là mid-low thì sử dụng của các cái sản phẩm của Rock Power. Tất nhiên là những cái sản phẩm này là đạt chuẩn ESKL. Ở đây là có 4 cái loa Twitter này, E100 này, có 4 cái loa mid này, loa mid ở đây sử dụng loa woofer này 6.5 inch này. Cho cái giải mid-low ấy, hay là mid-bay ấy, thì sử dụng woofer 8 inch này, là cái mẫu E800 này. Ở đây thì có 2 cái này, 4 này, tổng cộng như vậy là 10 này, 11 cái. Và đây thì có sử dụng 3 cái bộ âm ly 4 kênh của Focal, mẫu là FPX4800. Thế còn riêng đối với cái phần mà subwoofer thì sử dụng riêng một cái bộ khuếch đại mono Rock Power E4000D. Thế còn vẫn sử dụng cho một tổng cái hệ thống này thì là một cái bộ xử lý Helix, bộ DSP Ultra. Đó là một cái cấu hình rất là cơ bản của mọi người. Vậy thì chúng sẽ bố trí bên này. Ở đây này, quý vị và các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ thấy rằng là Focal thì nó là một cái subwoofer 12 inch nằm ngay chính giữa ở đây. Chúng ta sẽ có hai cụm Twitter và mid-range ở đây, một cụm này, hai. Và thêm nữa là ở hai cái cửa sau kia nữa, hai cái cửa sau kia nữa cũng có như này nữa, một cái cụm mà Twitter và mid-range ở đây nữa. Thì như vậy là chúng ta có tới 4 cụm ở dọa giải trung cao Twitter và mid-range ở Rock Power. Thế còn hai cái loa mid low, mid bay thì của Rock Power, cái này là 8 inch nhỉ, thì bố trí ở đây. Đó. Đây là 6.5 inch nha. Đó, đây ba cái phần mà ba cái âm ly của Focal đây, nó đáp ứng cho các cái giải cao, giải trung và giải trung trầm. Thế còn cái phần mà sub này thì của một cái
bộ khuếch đại riêng của Rock Power. Thực ra thì mình thấy ở trong cái phần mà nâng cấp âm thanh xe hơi ấy, thì nó nhìn thì nó không vấn đề đâu, chúng ta không phải đếm loa, đếm âm ly, đếm các thiết bị linh kiện, mà cái khó là như kiểu là đầu bếp ấy, nấu ăn ấy, hòa trộn nó vào với nhau, rồi cái sự tay nghề hay là cái gì đấy nó kết hợp ở nhiều thứ khác nữa. Tôi lấy ví dụ như là các cái phần mà loa subwoofer này, chúng ta phải chế các cái phần thùng loa, xây dựng các cái kết cấu ở đây để nó bố trí, nó vừa đạt được cả các cái yếu tố về đầu tiên là phải công năng đã, phải đáp ứng được xem bố trí vị trí của các cái loa ở đâu để nó đảm bảo cho tái tạo ra một cái âm hình, một cái sân khấu và nó cái sự cân bằng ở giữa các cái giải với nhau. Tất nhiên là cái yếu tố thẩm mỹ thì nó cũng sẽ làm cho cái hệ thống của mình nhìn nó hấp dẫn hơn, đúng không? Bên cạnh đó là những cái đèn này, các thứ này, khi mà tại vì show mà nó cũng phải hòa quyện một chút, có cảm hứng một chút, nhạc nhẽo rồi phù hợp với nhạc đủ các thể loại khác nhau, đặc biệt là nhạc trẻ, nhạc đen các thứ, EDM các thứ thì nó cũng phải cần gọi là màu mè một tí. Thực ra thì Autobeat thì họ cũng đã nhiều kinh nghiệm làm nhiều cái này nhiều rồi, nên chúng ta nhìn thấy ở đây nói chung là chủ nhân thích cái phong cách style gì thì có thể sáng tạo được. Bên cạnh đó thì các cái giải pháp về DJ, tất cả các cái dây ở đây sử dụng hai cái bộ siêu tụ điện nữa để đáp ứng cái phần nguồn cho hệ thống trình diễn, và nó được kết nối với lại phần ắc quy thì bố trí ở phần khoang cabin. Tại sao chúng ta ở cái phần show xe thì cửa xe kia thì thực ra nó có thêm một cái cặp gọi là cặp trung cao, bởi vì đương nhiên khi mà mở ra ấy, nếu mà chỉ có cái phần ở đây thì nó làm hạn chế về cái sự rộng mở của cái trường âm. Khi mà lắp thêm ở các cái cửa xe như thế thì nó làm mở rộng cái không gian và nó đáp ứng được cái chất lượng trình diễn tổng hòa của cái sân khấu của nó sẽ tốt hơn. Vốn dĩ là cái chiếc xe này mình quay thì cũng ngay trước cái ngày thi EMA, mà cho nên là chắc chắn là bên hội EMA thì họ cũng sẽ có những cái đánh giá xem là, tất nhiên là chúc cho cái chiếc xe này sẽ có được những cái giải thưởng cao, giải thưởng xứng đáng. Thế còn cá nhân mình thì mình cũng thực ra là cũng nghe thử, cũng chưa phải là kỹ. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là cái khả năng trình diễn thì với một cái hệ thống đầu tư như thế này nó đã đem lại một cái khả năng trình diễn nó rất là ấn tượng. Với một cái subwoofer của Focal như này, cặp 12 inch và được xử lý gia cường kết cấu để nó khi mà nó trình diễn, nó tái tạo về những cái giải trầm cũng như là xuống rất là sâu ấy, thì nó rất là nhiều năng lượng và nó chắc, và cái sự đáp ứng có thể một vài những cái bản nhạc mà có thể làm cho cái sân khấu của nó bùng nổ trong một cái không gian nó cũng tương đối. Đặc biệt là khi mà mở một số những cái phần mà vocal á, thì cái âm thanh á, cái tái tạo ở đây, cái tiếng vocal nó cũng rất là rõ này, cũng rất là ấm và nó căng, cái âm thanh là đầy và nó đủ cái cường độ để nó đáp ứng cho một cái không gian trình diễn show. Cái sự cân bằng ở các cái giải ở đây mình thấy rằng nó cũng rất là tốt. Thực ra thì khi mà mọi người nghe nhạc thì mọi người nghe phần nhạc cụ ấy, nó thực ra đó là những cái mà tái tạo nó rất là dễ. Ở trong một vài những cái bản chắc, nếu mà nó khó hơn một chút thì cái phần mà xử lý về chống rung, triệt tiêu nhiễu các thứ thì là cái phần quan trọng. Đây mình cũng có một vài những cái bản test mình cho vào đây để mọi người có thể nghe thử thôi. Thế còn lại thì mình thấy rằng với một cái hệ thống như này nó đã là quá là tuyệt vời trên một cái chiếc Xbox rồi. Cái này thì là tùy theo cái gu của người chơi, nếu mà thích như nào, thích chơi ở cấp độ nào thì cũng có thể đáp ứng được ở cái cấp độ đấy. Quan trọng là vui nữa, đúng không? Và đáp ứng được nhiều những cái mong muốn khác. Vâng, đây là một cái chia sẻ cũng rất là nhanh về một cái hệ thống mà đã được những cái kỹ thuật viên, những cái chuyên gia đến từ Autobeat thực hiện ở trên một cái hệ thống này. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video về sau. Gọi thầm tên em khi nắng chiều nhạt ngoài sân, trở về Cali anh nghe nhớ nhung dáng sâu.